Và để đo thì các bạn sẽ di chuyển núm vặn đến chữ A có dấu ngã cho mình. Các bạn cũng lưu ý giúp mình là khi mà đo dòng điện của máy khoan ấy, thì các bạn sẽ phải để cho máy khoan chạy, và cái kết quả mà chúng ta đo được thì sẽ tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta điều chỉnh công tắc khoan. Và việc lựa chọn giải đo phù hợp thì sẽ cho kết quả chính xác nhất, bởi là khi mà trên cùng một thiết bị nhưng mà lựa chọn các giải đo khác nhau thì sẽ cho các giá trị đo có sự chênh lệch nhất định. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của máy đo chuyên dụng. An toàn trong sử dụng thiết bị điện hay thiết bị đo điện đặc biệt quan trọng. Nó không chỉ giúp tăng tuổi thọ của thiết bị mà còn hạn chế những rủi ro gây ra cho con người. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng an toàn kiểm đúng cách và những lưu ý an toàn khi sử dụng. Như mình cũng đã nói ở trên thì sử dụng AB kiểm đúng cách là yếu tố đầu tiên và đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo độ chính xác cũng như là an toàn khi sử dụng. Khi sử dụng AB kiểm thì các bạn phải là người hiểu về thiết bị này, nắm được những cái cơ bản về cơ chế vận hành này, giải đo này, chức năng đo mà AB kiểm đó cho phép. Còn khi mà thực hiện thì chúng ta cần phải đảm bảo là chúng ta thực hiện thao tác đúng. Vậy như thế nào là thao tác đúng? Các bạn sẽ chỉ kẹp hàm kẹp vào một dây dẫn thôi. Nếu mà chúng ta kẹp vào cả hai dây dẫn trên một trên thiết bị điện là một pha này, hoặc là kẹp cả ba dây dẫn trên thiết bị điện ba pha thì đồng hồ sẽ không đo được hoặc là hiển thị kết quả không chính xác. Và thao tác sử dụng AB kiểm đúng cách là chúng ta sẽ kẹp dây vào giữa hàm kẹp này. Đây, dây vào giữa hàm kẹp nhá. Tuyệt đối là không được kẹp hàm kẹp lên dây dẫn. Và cũng lưu ý là không chèn ngoại vật vào đầu cảm biến khe hở của hàm kẹp, vì điều này thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo. Đây, thao tác đúng như các bạn thực hiện đúng như này cho mình nhé. Và ký hiệu mũi tên ở trên đầu hàm kẹp là chỉ hướng của dòng điện. Và hiện trên tay mình là AB kiểm Hioki 3280-10F thì có khả năng đo dòng điện xoay chiều lên đến 1000A này và đo điện áp 600V. Để đo dòng điện xoay chiều thì các bạn sẽ di chuyển đây. Các bạn sẽ di chuyển đến chữ A có dấu ngã cho mình. Di chuyển đúng bạn nhé. Đây, chữ A có dấu ngã này. Còn nếu mà các bạn đo điện trở này, đo điện áp hay đo thông mạch thì các bạn sẽ cần phải kết nối với lại que đo. Đây, que đo ở đây. Các bạn sẽ kết nối với que đo và di chuyển đúng bạn đến các chức năng đo tương ứng này. Đây, đo điện trở ở đây. Và để giúp các bạn dễ hình dung hơn thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng AB kiểm Hioki 3280-10F để đo dòng điện của chiếc máy khoan. Và để đo thì các bạn sẽ di chuyển núm vặn đến chữ A có dấu ngã cho mình. Về thao tác đo đúng thì mình cũng đã nói trong phần vừa rồi là các bạn sẽ kẹp vào từng dây dẫn cho mình. Kẹp hàm kẹp vào từng dây dẫn này. Rồi, tương tự mình sẽ kẹp dây dẫn thứ hai. Các bạn cũng lưu ý giúp mình là khi mà đo dòng điện của máy khoan ấy thì các bạn sẽ phải để cho máy khoan chạy, và cái kết quả mà chúng ta đo được thì sẽ tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta điều chỉnh công tắc khoan. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách sử dụng AB kiểm đúng cách. Và các bạn cũng lưu ý là chúng ta không nên sử dụng AB kiểm Hioki 3280-10F để đo mạch điện có điện áp AC trên 600V. Một lưu ý quan trọng đó là khi mà đo thì chúng ta cần lựa chọn giải đo sao cho phù hợp, để tránh trường hợp là mạch điện có chỉ số vượt quá giải đo được lựa chọn. Điều này thì sẽ gây hỏng thang đo của đồng hồ. Và việc lựa chọn giải đo phù hợp thì sẽ cho kết quả chính xác nhất, bởi là khi mà trên cùng một thiết bị nhưng mà lựa chọn các giải đo khác nhau thì sẽ cho các giá trị đo có sự chênh lệch nhất định. Giải đo phù hợp nhất tức là giải đo gần nhất với kết quả đo và cho kết quả chính xác nhất. Trong trường hợp mà những đồng hồ mà có
chức năng và tự động lựa chọn giải đo thì các bạn nên lựa chọn chức năng này. Trên đây mình đã chia sẻ với các bạn một vài điểm lưu ý để vận hành Amazfit đo đúng cách. Trong quá trình sử dụng thì người dùng cũng cần tuân thủ các lưu ý sau để đảm bảo an toàn cho thiết bị và người sử dụng. Không sử dụng Amazfit để đo cho mạch điện có điện áp lớn hơn giải đo mà Amazfit có thể thực hiện. Khi đo dòng điện, không kết nối với các que đo điện áp điện trở với Amazfit. Khi thực hiện phép đo thì cầm vào thân Amazfit phía dưới hàm kẹp, không cầm vào phần hàm kẹp để tránh bị sốc điện. Lựa chọn chức năng đo giải đo phù hợp trước khi đo, không chuyển đổi thang đo giải đo khi đang thực hiện phép đo. Lắp pin thì cũng cần đảm bảo được đóng chặt này, tuyệt đối không tiến hành đo khi đang thao tác nắp lưng pin. Khi làm việc với dây dẫn trần và thanh cái, tiếp xúc với dây dẫn có thiết bị điện giật, hãy luôn sử dụng thiết bị bảo hộ để loại trừ rủi ro. Không sử dụng Amazfit ở khu vực có khí, hơi, dễ cháy nổ hoặc trong môi trường ẩm ướt, ngoại trừ các Amazfit được sản xuất theo tiêu chuẩn chống cháy nổ và chống nước. Ngoài việc tuân thủ những lưu ý khi sử dụng, việc chọn mua các Amazfit được thiết kế theo tiêu chuẩn quá áp càng cao thì sẽ càng tăng khả năng bảo vệ Amazfit cũng như là người sử dụng khi thực hiện đo trong những mạch điện mà có sự dao động lớn. Như vậy là an toàn là việc quan trọng, và khi mà chúng ta thực hiện thao tác với các thiết bị như là Amazfit hay đồng hồ bản năng thì chúng ta nên thực hiện đúng theo những nguyên tắc mà mình đã hướng dẫn ở trên. Còn để biết thêm chi tiết về từng sản phẩm thì chúng ta nên đọc vào hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm đó. Nếu mà các bạn có nhu cầu đặt mua Amazfit thì các bạn hãy truy cập vào website maydochuyenzung.com, hoặc các bạn cũng có thể liên hệ đến hotline là 0904 810 817, và đừng quên like, share cũng như là ấn theo dõi kênh để cập nhật những video hữu ích nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.